Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, vụ giặt lở đất vào giữa đêm khuya làm sập tường nhà và một trẻ em phải nhập viện tại Hà Tĩnh vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho sự nguy hiểm mà mưa lớn kéo dài có thể gây ra. Và trong ngày hôm qua, dự báo ở Bắc Trung Bộ, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa đã kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ về sạt lở lũ quét vẫn luôn thường trực. Quý vị không nên chủ quan khi thấy các hiện tượng như mưa nhiều ngày, mưa lớn, có vất nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông suối từ trong chuyển thành nước đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, có âm thanh lạ trong lòng đất. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin khái quát về tình hình thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Tại Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có nhiều mây, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Hòa Bình, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, Riêng khu vực đồng bằng đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây. Phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, mưa rào và rông vài nơi, dương phía nam đêm và đêm mai thì có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 23 đến 34 độ tại khu vực tây nguyên trời có mây mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 19 đến 31 độ còn tại nam bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng miền tây đêm có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 23 đến 32 độ tại biển vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rải rác có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trên mưa và có gió nhẹ. Sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục bản tin với những thông tin thể thao đáng chú ý.